phân mình có thể là trồng nó năm và cái trồng năm thì mình có thể là trồng hai hoa về. Lập cho kín hết đi, xong nó một thời gian xong khoảng 3-4-5 ngày sau thì nó sẽ từ lên mầm lên, và khi nó đang cái mầm lên mà khi nó đã lên rồi thì nó lên rất là đều nhau và lên thì nó đã lên cao và lên tốt rồi thì trong vòng khi mình mới trồng trồng lúc ban đầu thì có thể là để nó được hơn tháng mình có thể là cắt được khi nó có cái ống ở dưới gốc, nó có thể có 2-3 cái giống ống ở dưới gốc của nó rồi nó thể cắt. Và khi mình cắt cái cỏ này thì mình có thể là cắt sát gốc để cho nó trồi lên những cái mầm nó đâm dưới gốc thì nó đâm lên thì nó có thể là tốt hơn. Và những cái gốc, những cái cây khi mình đã cắt sát gốc và đã cắt sát như thế và nó vươn lên thì cắt sát đất và nó sẽ đủ những cái mầm ở dưới gốc nó bùng lên. Khi đó nó lại mình lại cũng cắt sát gốc và cứ tiếp tục cắt nào cũng vậy, mình cứ cắt sát đất để cho nó trồi những cái mầm ở dưới gốc nó trồi lên thì nó sẽ giữ được cái gốc, nó khỏi trồi dưới gốc lên. Và khi mình cứ cắt như thế xong nó lên được thì cái cỏ nó lên được 80 phân. Bạn cho nó một ít phân và một tí ít phân đạm, phân sinh nhân là cái ca thì cho vãi dùng nó một ít để cho nó xanh cỏ, nó non với cỏ. Và cứ tiếp tục như thế, mà cứ tiếp tục như thế mình cắt rồi như vậy khi nó lên tốt mình có thể tung phân cho nó để cho cái cỏ đó nó phát triển nhanh. Và và khi cái cây cỏ nó phát triển nhanh thì mình phải được chặt nhanh với chặt đất bãi. Đất bãi thì có thể trong năm như thế, nếu còn trồng theo đất đồi hoặc là đất theo bờ sông, bờ hồ, bờ ao, bờ mương thì mình có thể trồng đứng. Nếu mà trồng sau bờ sông, bờ ao thì mình có thể là trồng đứng hoặc là mình cắm, có thể là cắm xuống nó cũng mọc. Thì mình lấy cái cây cỏ mình chặt, mình cắm xuống thì nó cũng có thể là mọc lên rất chi là tốt, mà nó sẽ cắm thành bụi, nó lên thành bụi sẽ rất chi là nhiều. Và khi mình đã trồng như thế rồi
cứ tiếp tục trồng các nguyên độ là một bộ ở nhà ao thì mình có thể là cầm đúng giá cuốn nó cuốn xuống đặt cái cây cỏ 2-3 cái cây vào cắm thôi đấy, rồi mình gửi kín đất lại để trồng một ít tê lên đầu thôi, trồng tầm 4-5 phân thôi cho nó trồng tí cái đầu của nó, thì cứ trồng như thế cắm như thế và nó lại bên lên cái mầm ở dưới gốc lên lên và nó lại phát triển lên rất là tốt. Khi nó phát triển lên tốt và đến thời điểm được cắt thì mình sẽ cứ cắt và cắt sát gốc, thì mình sẽ cắt sát gốc rồi nó sẽ lên và lên rất là tốt. Như thế cắt sát gốc sát đất để cho nó giữ được cái gốc, và cái gốc của nó có thể là duy trì được rất là lâu, và khi mình trồng xuống thì mình có thể là cắt được liên tục. Cứ khi mới trồng thì có thể là hơn một tháng, nhưng khi mình cắt lại tầm 25 ngày hoặc một tháng hoặc 25 ngày thôi sẽ được cắt rồi. Và cứ như thế nó cứ trổi lên, nó cứ vươn lên được 6-70 phân thì mình có thể là tung cho nó ít phân để cho nó tốt, cho nó nhanh nhiều. Và cứ tiếp tục như thế thì cây cỏ nó sẽ rất là tốt và nó già rất là nhanh. Cứ tiếp tục từng phần mà cái phần mà nó lên mà thì nó lên tốt, mình lại cứ cắt cho nó ăn. Một năm mình sẽ cắt được bao nhiêu lần, một lần trồng có thể là cái gốc của nó duy trì rất là được lâu, có thể là 2-3-4-5 năm. Mà như cái gốc nó ở chỗ khô ráo và không bị ngập nước, không bị úng nước. Nếu mà mình trồng những cái chỗ nó bị úng nước, ngập nước thì nó sẽ bị chết gốc. Và đối với những cái cỏ thì nó không ưa nước, khi nước đang ngấm vào chân gốc nó thì sẽ chết. Với những cái cây cỏ nó không chịu được như thế, mình có thể là tưới nắng lâu mình tưới thì được, nhưng mà ngâm cái nước mà ngâm ở dưới gốc cái gốc của nó thì nó sẽ không chịu được và nó sẽ chết đi. Nên là trồng cây cỏ thì mình phải trồng chỗ nó cao ráo một tí để không bị úng nước, mà không bị ngập nước thì trồng nó sẽ bảo đảm hơn. Và cái cây cỏ thôi thì nhiều mắc được bảo vệ ăn chất thế này là tốt, rất là châu bò thì sẽ biết được cây cỏ voi sẽ được trồng những cây cỏ voi như thế này. Cây cỏ voi thì khi nó vươn lên thì nó sẽ có từng ống từng ống, và nó vươn thì cái lá của nó rất là dài và lá của nó không to, lá nó rất là dài. Nếu mà mình đắp tốt thì cây của nó cũng có thể là to, và những cái cây cỏ to như thế nó rất là rất là tốt. Cho nên là đã đất tốt thì mình không cần muốn phân, nếu mà đất xấu thì nó lên thì nó nhỏ cây và nó hơi vàng vàng cây ra thì mình phải tung bón phân cho nó. Nên là bón phân mình luôn bón phân cứ cắt đi lượng lại bón phân để cho nó lên, cho nó xanh, nó non cái cây cỏ. Thì cái cây cỏ non thì tôi bảo ăn nó rất là thích. Nên cái cây cỏ
gà thì bỏ ra sẽ ăn kém hơn. Cái tung phân và cái phân đều nó được tốt. Và những cái cây cỏ như thế này